rất bền bỉ, dẻo dai của mình. Còn hai vòng sân nữa. Lúc này thì Nguyễn Văn Lai và Buôn Thung Suy Sung vẫn đang bám nhau như hình với bóng. Đúng là sự bứt phá để xem ai là người giành huy chương vàng sẽ chỉ đến ở vòng cuối cùng mà thôi. Nguyễn Văn Lai vẫn đang áp dụng đúng chiến thuật mà anh đã từng thể hiện ở nội dung chạy 5.000m. Đó là chạy phía sau đối phương. Buôn Thung Suy Sung vẫn đang là người dẫn đầu. Nhưng với sự có mặt ở vị trí thứ hai ngay sau Buôn Thung Suy Sung thì Nguyễn Văn Lai sẽ không bị mất sức bởi lực cản của gió nhiều như là vận động viên của Thái Lan trong suốt quãng đường 10.000m này. Chưa vận động viên nào vội bung sức. Và bây giờ sẽ là vòng cuối cùng. Tiếng chuông báo hiệu của trọng tài đã được gióng lên. Vòng cuối cùng ở nội dung chạy 10.000m của nam. Bây giờ thì cuộc cạnh tranh cho tấm huy chương vàng sẽ diễn ra một cách cụ thể hơn giữa Nguyễn Văn Lai và Buôn Thung Suy Sung. Vận động viên của Thái Lan mang số đeo 109, còn Nguyễn Văn Lai mang số đeo 505. Và giống như ở cuộc thi chạy 5.000m của nam thì đến vòng sân cuối cùng này thì Nguyễn Văn Lai đã bước lên. Nguyễn Văn Lai đã thể hiện đúng cái điều mà anh đang làm ở nội dung chạy 5.000m và áp dụng điều đó ở nội dung chạy 10.000m này. Nguyễn Văn Lai xếp ở vị trí thứ hai trong phần lớn hành trình, nhưng ở vòng sân cuối cùng này thì Nguyễn Văn Lai đã bước lên một cách đầy tốc độ và quyết đoán. Bây giờ thì Nguyễn Văn Lai đang bắt đầu bung sức và anh đang trên đường về đích. Buôn Thung Suy Sung bám đuổi phía sau rất quyết liệt. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Nguyễn Văn Lai sẽ thể hiện mình ở vòng sân cuối cùng này. Buôn Thung đã rất mệt và anh đang nỗ lực bám đuổi Nguyễn Văn Lai nhưng không thể kịp nữa. Chắc chắn là như vậy, và xin chúc mừng Nguyễn Văn Lai. Một chiến thuật thi đấu tuyệt vời. Nguyễn Văn Lai về đích và vẫn còn sức, và anh đã thể hiện niềm vui mừng của mình với tấm huy chương vàng thứ hai ở môn điền kinh tại SEA Games 27. Thành tích là 29 phút 55 giây 01. Nguyễn Văn Lai quá khỏe và quá dẻo dai, và anh đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung chạy 10.000m của nam. Một chiến thuật thi đấu vô cùng hợp lý. Lại là một tấm huy chương vàng lịch sử của điền kinh Việt Nam nữa. Một tấm huy chương vàng ghi công của Nguyễn Văn Lai và ghi đậm dấu ấn cá nhân của vận động viên này.